Ngày 6 tháng 4, Kia Seltos 2024 đã chính thức ra mắt tại các showroom trên toàn quốc. Với loạt nâng cấp đáng chú ý, đi kèm giá bán từ 599 triệu đồng, Kia Seltos hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc BSUV tại Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, Kia Seltos 2024 được phân phối với 4 phiên bản bao gồm 1.5S, 1.5 Luxury, 1.5 Premium giá lần lượt từ 599 triệu 679 triệu và 739 triệu đồng, riêng phiên bản 1.5 GT Line sẽ được công bố sau. Xe vẫn được lắp ráp trong nước ở Chu Lai, Quảng Nam tại nhà máy của Thaco. Tổng thể, ngoại thất của Kia Seltos được nâng cấp bắt mắt hơn, phần lưới tàn nhiệt và càn trước được làm mới. Phần đèn pha vẫn tương tự bản trước nhưng có thêm đường cắt xẻ nhỏ, tạo ra đồ họa chiếu sáng mới của LED định vị ban ngày. Riêng phần đuôi xe được làm mới với cụm đèn hậu bắt mắt hơn giải đèn phía sau hình chữ L nối hai bên thân xe đi vào trung tâm logo Kia. Cản sau cũng được tinh chỉnh bắt mắt hơn, phần thân xe không có quá nhiều thay đổi, ở dưới thân có ốp phiền khác màu, ở trên trần xe có giá nóc sơn đen, gương chiếu hậu kèm xi nhan có chỉnh điện. Xe sử dụng la răng 18 inch thiết kế mới và lấy cảm hứng từ Kia Sportage. Ở phía trong, thay đổi lớn nhất là màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch và hiển thị sau vô lăng 10,25 inch được nằm trên một mặt phẳng liền khối bắt mắt hơn hẳn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, các chi tiết khác trong cabin không có nhiều thay đổi, phanh tay cơ được nâng cấp lên phanh tay điện tử đi kèm Auto Hold. Kia Seltos 2024 còn được trang bị thêm màn hình hút và lẫy chuyển số thể thao, duy nhất trong phân khúc. Xe vẫn trang bị nội thất da, Ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát, điều hòa hai vùng độc lập, cốp chỉnh điện, chìa khóa thông minh Smart Key. Những thông tin vừa rồi có lẽ cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Chúc quý vị vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.